Cô share cho phải sói nha các bạn nha. Đi. Xin chào các bạn. Hôm nay hai bố con mình sẽ đi cuốc đường để cho công nông chở công nông ông ạ. Đúng rồi. Công nông chở ngọn ngô vào. Tình yêu bằng giá trị. Là lần lưng cái bánh này nuôi phát là được. Để ông lấy xà beng đây là đặt. Mắc hẳn đây gầm. Kịch cả gầm sau rồi. Có mút cầu. Cái trước này phát này. Cái đấy toàn ô tô thôi. Ô tô với công nông. Công nông bị thụt. Này không bị thụt đâu. Nó biết tịch gầm thôi. Ô tô quẹt gầm đấy. Quay bánh sau à bố? Nó mắc đây. Nó mắc chỗ này chả đi được. Cái con này căng quá. Này phải có xỉa. Thằng Văn mang làm đấy là đi qua rồi. Mắc cái tải. Để mình đào đi mình lui lại sang chỗ này nhé. À con hỏi. Lên rồi là nó ra được. Ra xong mình thả bên này xuống, mình kéo bên này. Nọng thanh. Thằng Khánh chít mắt ở đây. Xe nó cao mà. Quẹt gầm ác nhở? Lao rất nhanh rồi đấy, lấy đà để lao phát. Mình đoán là nó quẹt một tí thì nó vẫn cày đi được. Thế mà không gì được. Xe từ thanh là cao. Rồi đào tiến luôn rồi đúng không ạ? Đào tiến luôn. Rồi tiến luôn đi. Chỗ này thì chẳng có gì rồi. Vào đây là mình bẻ lái sao đây. Bây giờ đào chỗ này một tí nữa, chỗ này ít là đào chỗ kia phát là nó đi rồi. Anh lý hệ muốn xem. Còn kia phải đẩy chứ. Sợ cả đằng kia nữa kìa, đằng kia nó cao cũng cao rồi. Xe bê tông chở gô đấy. Đây bây giờ đặt đi trước nữa được. Đây là tiến luôn đâu, không phải gì đâu. Vào tiến luôn mà. Để chơi thứ hai mà. Vào chỗ này đang ngồi lúc. Này ông đi dọn chi lên. Bà lên. Chả là có được không? Bắt đầu đi đấy. Đường rất là vất vả. Đi được rồi. đường rồi nhá. Để xe ở góc này này. Lái rất là giỏi. Nóng ngốt hết đấy. Có dao cơ, dao mới ấy được. Khánh ơi, Khánh ơi, bảo ba đưa con dao mang ra đây. Bảo ba lấy con dao mang đây. Bảo bà lấy con dao mang đây. 3 ngày. Con dao là rũ ra. Giải hết nó ra con lẹn gì. Ôi ơi. Cháu đi cháu. Ôi ơi, 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 kéo mang luôn máy về rồi. Tối ra tối. Tối không? Bắt đầu đi nha.